Ui, con bóng kia này thế nào? Bóng lắm. Phi nhanh lắm. Phi sát vào cái bụng này. Đầu trong này rồi. À, nó rụt rụt, đang rụt, đang rụt. Đầu trên này này. Đây. Đấy, cái này nhìn này. Đi dài. Được chưa? Dã man rồi, em chưa? Thân to đúng. Bóng đi, tiếp. Đấy. Toàn cảnh cái khúc của nó nhé. Đấy. Đấy, nó chạy. Kìa nhỉ. Đấy. Quậy nhỉ. Còn đâu xoay rồi. Không biết nó bảo thấy con gì biết. Không biết anh để đó, cháu thấy con rắn to lắm, không biết là con gì. Đây là đang anh em mình đang buổi chiều đang ra thăm nốt bẫy để về mọi người. Không biết là cháu Việt có thấy gì mà gọi em mình mới dự bây giờ quay lại xem biết có thấy con gì. Chiều về nơi rồi. Đây xe xe đây. Xe đây rồi. Chắc là thấy nó bỏ qua đường à? Chắc thế, cả chỗ này. Con gì ấy? Con gì nó sạt chỗ này em ơi. Nhưng mày thấy nó bỏ qua đường à? Vâng, nó cứ bỏ qua đường, nó bỏ vào đây này. Phi vào đây thì nó đang ở trong này rồi. Nó chui đây rồi á? Vâng, chưa nhìn thấy đâu. Băng nhiệt thử xem, sạt. Sạt. Ui à. Nó vẫn ở trong này đấy. Mình lôi cái này ra sao dưới đó. Việt đi, sang nôi cái rác cái ra. Đấy thì vòng cái kia chạy ra phải không? Thôi vứt hẳn ra ngoài. Vứt rộng ra. Tí nó lại đi vào chân quay chui sang mình có biết đâu. Xoạt tận trên này này dưới rồi. Cứ lôi đi. Mày không giúp phải ông đúng này. Mày không phát hiện là rắn gì à? Không ạ, nó chạy qua nhanh quá. Cầm lôi ra. Kìa đi. Đây, nó khối như cái này này. Bám dưới này này. Vẫn nghe tiếng sột sột. Sột sột đúng không? Đúng. Đấy, Việt ta vứt ở góc này Việt đấy. Vứt tách cái chân ra. Vứt tách hẳn chân ra. Đâu, vứt dưới chân trước. Vứt nó rộng ra. Vứt hết chân đi. Tách hẳn chân ra. Tách hẳn chân đúng là trang bác này. Được chưa? Thấy nó chui đây rồi cái gì? Vâng, chui đây rồi. Ông vẫn nghe tiếng sọt sọt trong này thật. Vứt chỗ nào hết chỗ đấy đi. Ồ cái thằng. Vứt đứt cái chân này ra. Vứt hết chân ra. Có phải nhặt cái ngọn này nhặt ở dưới chân đi kìa. Dưới chân kìa. Đúng không nhỉ? Thằng. Tại đứt chân đi thì mới biết được. Không muốn nó quay mẽ sang bên kia nhìn vào mắt. Đây cho vứt hẳn ra chân đằng sau này. Nhớ tí nó lại luồn mẽ sang đấy thì lại bên kia lại vứt từ bên kia lại. Đây vứt về đằng sau chứ chú rồi này. Mày đứng qua ngoài chân chú rồi được. À, như cái này là đứt chân này. Đấy. Chưa hiểu đứt chân. Ui, cả đây rồi chứ ơi. Từ từ nhá.
đây rồi, đây rồi. Ui dồi ôi, nhẹ hầu trâu rồi. Nhưng mà to lắm. Ui dồi ôi, phần nữa này. À, phần đây nhá. Hầu trâu nhưng mà to lắm, đèn chuỗi gì. Nhìn chưa, đấy nó di chuyển đấy. Đấy, thấy chưa. Đấy, đứt chân phát nhìn ngay. Chính là trâu luôn này. Trâu, mẹ vằn 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 gớm thịt chưa. Đấy. Phải to đấy. Ừ. Nhìn cái vảy nó như này. Đồ này to đấy. Nhặt đứt cái chân này ra được. Trâu. Trâu, trâu, trâu. Nó lao ngay qua đây, chui thẳng đây à. Chui thẳng vào luôn. Chém rồi. Tối đến lại gặp em hàng đây, đây rồi. Đầu, đầu, đầu ngay chứ. Đầu, đầu ngay chứ. Thì ui, con bóng thế này, thế đâu. Trời. Kình nó cuộn, nó bắt đầu cuộn vào trong rồi. Bóng lắm. Phi nhanh lắm. Quẩy nó này. Phi phát vào cái bụng này. Đầu trong này. Ê, rồi. À, nó rụt rụt, đang rụt, đang rụt. Đầu ra. Đầu trên này này. Đúng rồi. Đây là đuôi này mọi người. Đây. Đuôi, đuôi vé này. Bóng nhỉ. Ui giời. Giời này. Ui giời ơi, con này mà phải đuôi cơ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng như này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Thôi. À. Dã man nhỉ. Phải đôi cân đấy. Được đấy, tầm mấy. Nhặt bớt gạch ra là múc được con này rồi. Đấy, bây giờ tao nhìn cái thân rồi vạch theo đường trên thôi. Cứ nhẹ nhàng làm ra. Nó chui ra từ đây. Ê, mẹ cái người này. Ui dồi ôi, to chưa. Ui đây. Cái khúc này. Nó vằn ra là vằn. Ui khúc à. Dạ. Đấy, cái này nhìn này. À. Ý giời. Đấy. Đẹp chưa? Dạ mà nó ngàn chưa? Đấy, thân to đúng. Bóng đi. Chút. Ý giời. Còn nứt này, cái vảy con nứt ra. Mình đi từ lãnh giờ này, không tìm được cái miếng nào bây giờ về đây nữa. Được miếng ngay. Ui, nó gồng rồi. Đấy, gồng lên này. Đây, thân nữa. Á, à, đâu bên kia. Đâu? Chỗ bên này à? Ừ, đâu bên đấy. Kẻ mẹ bây giờ nó nằm trong đây nó chả chạy đâu được. Đây, đầu này, đầu bên này nó đang rút ra này. Đây, em nhìn cái này, đầu nó rồi. Nhìn thấy đầu chưa? Đây, đầu trong xe. Đấy, đây nó đang rút đầu ra nó đến nơi đấy. Đấy, đầu ấy, đang rút ra gần cho anh rồi. Đấy, đây, đây, đây. Nhờ. Ê, cả cái đuôi. Đây, đầu bên góc đây này. Quá, dã man gì, khinh chưa này? Đấy tay chưa? Như cái thừng, trùng như này. Như cái thừng. Đây rồi, đây, đây. Làm hết đây rồi.
quận tròn cho mà. Đầu cái này. Đầu kìa. Đấy. Nhẹ nhàng đưa hàng vào kho. Chui đi đâu? Đây à? Chưa thấy sụp mặt đây à? Chui đâu hả em? Đấy. Đủ. Được. Còn nhìn ác chưa? Cho xem toàn khúc của nó này. Nhìn ác chưa? Đấy. Toàn cảnh cái khúc của nó nhé. Đấy. Nó chạy. Đấy. Như dây thừng. Đã nhỉ. Ui à. Như cổ tay luôn. Cuối ngày gặp con này thơm phết. Ô chui 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 sang bên rồi. À, đây. Cứ bỏ đây, bỏ đây. Quá. Dài phết. Dài phết. Đây con đang làm trong đống này nhá. Chưa? Ý giời ơi, chỉ thần trắng nõn luôn mọi người ạ. Đấy, thôi gì ra ngoài này sáng này. Đấy, nha, cháu nhá. Đây, châu khổng lồ cả nhà. Khổng lồ chưa? Này còn gì bằng nữa. À, cuối ngày đây là thành bảo của anh em mình à. Ừ, con này mà trả được 2 cân mấy à. 2 cân mấy đấy? Ừ. Có phì. Cho mọi người nhìn, đằng sau nó này, trắng, và đầm thở. Mặt mũi ngon lành cảnh nào chưa? Phê. Quá là êm mọi người. Ê mọi người nhá, đâu không phải là nó không cắn đâu mọi người nhá. Mọi người phải biết cách cầm ấy mọi người. Phải biết cách cầm ấy, chứ không không phải là nó không nó không cắn đâu, nó có cắn đấy. Bây giờ mình cái đoạn ủi nó vằn. Cái này mình nhìn xa cái bố khác gì phải búa đâu. Dạ màn chứ. Nó siết được cổ à. Con này là bị lưng ngày xưa bị đập. Đúng rồi. Nhìn thấy chưa? Đập nó cũng kiểu đập vào xuống. Đấy, sờ sờ đoạn này thấy gãy khật ấy. Đúng rồi. Đi à, thắt được cổ. Thế mọi người nhá. Thì chắc là kết thúc cái ngày hôm nay là anh em mình cũng chiến công một em hộ châu khổng lồ rồi. Đấy, anh em mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay cũng như kết thúc cái ngày làm việc ngày hôm nay thôi. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Lấy cái đó. Cũng vừa đúng 5 giờ ạ. Vừa đúng 5 giờ. Ừ. Mốt nhỉ. Mốt này. Đấy, thơm lắm cả nhà. Thơm mùi polymer.